Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với ngành y tế thành phố, nhiều đề xuất đã được đưa ra, cả về giải pháp trước mắt lẫn lâu dài để ổn định, phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế, khắc phục tình trạng chảy máu chất xám nhân viên y tế, thiếu hụt y bác sĩ và điều dưỡng tại một loạt bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ điều dưỡng bác sĩ tại một số bệnh viện công trên địa bàn thành phố đang có xu hướng giảm, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc người bệnh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng dự báo tình trạng thiếu hụt điều dưỡng tại các bệnh viện sẽ càng trầm trọng hơn, khi số người học ngành điều dưỡng tại các trường có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng cũng giảm mạnh. Giải pháp trợ lý điều dưỡng được đào tạo ngắn hạn sẽ giúp cung cấp nguồn nhân lực để hỗ trợ người bệnh, hỗ trợ điều dưỡng, thậm chí hỗ trợ cả bác sĩ. Thưa quý vị, giả danh phụ huynh gọi điện yêu cầu nhà trường được đón học sinh về sớm. Đây là thủ đoạn của loại tội phạm nhằm đến đối tượng là học sinh vừa mới diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Vụ việc này đang khiến rất nhiều bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng và thu hút được sự quan tâm của dư luận. Không chỉ tại Hà Nội, mới đây, Công an phường Quảng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng vừa tiếp nhận đơn của người dân về trường hợp một đối tượng mạo danh phụ huynh, người nhà học sinh để nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà. Kẻ đòi nợ còn gọi xe cứu thương đổ ở sân trường, đưa bình gas đến dọa đốt trường. Mặc dù bên phía nhà trường và gia đình đã trình báo lên công an nhưng các đối tượng vẫn thách thức, gây áp lực tinh thần bằng nhiều lời lẽ đe dọa. Những sự việc này khiến người dân vô cùng bức xúc. Hiện cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để đảm bảo sự an toàn cho các em học sinh và gia đình, nhà trường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam và dự báo từ ngày 9 tháng 10. Bộ phận không khí lạnh này sẽ tác động đến nước ta và trở thành đợt mưa rét, mưa lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay ở miền Bắc. Dự báo khoảng ngày 9 tháng 10, miền Bắc sẽ chịu tác động của một khối không khí lạnh ở cả đất liền và trên biển. Từ đêm 9 tháng 10 trở đi nhiệt độ Bắc Bộ giảm mạnh và theo nhận định, nền nhiệt độ thấp nhất của khu vực vùng núi giảm xuống 16 đến 18 độ. Sau một mùa cháy rừng kỷ lục ở châu Âu, Ủy ban châu Âu mới đây đã đề xuất khoản chi 170 triệu euro, tức hơn 168 triệu đô la Mỹ. Từ ngân sách Liên minh châu Âu EU để củng cố thêm phương tiện cho phi đội phòng chống cháy rừng của khối kể từ mùa hè năm sau. Cụ thể, theo kế hoạch mới, đội bay chuyển tiếp của phi đội phòng chống cháy rừng EU sẽ có tổng cộng 22 máy bay, 4 máy bay trực thăng cũng như các đội hình mặt đất được bố trí sẵn. Ủy viên châu Âu phụ trách về quản lý khủng hoảng cho biết, do biến đổi khí hậu, số khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng ngày càng tăng. Bằng cách tăng cường phương tiện trên không và lực lượng mặt đất, em sẽ có thể đảm bảo phản ứng nhanh chóng, linh hoạt, kể cả trong các tình huống quả hoạn bùng phát đồng thời ở nhiều quốc gia. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, giới chức Mỹ và Hàn Quốc đã đẩy mạnh các cuộc trao đổi cả song phương và đa phương để thảo luận về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử tên lửa chỉ trong 2 tuần vừa qua. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong ngày 7 tháng 10, tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ John Aquilino nhằm chia sẻ quan điểm chung liên quan đến các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ tìm kiếm sự phối hợp chặt chẽ để củng cố thế trận phòng thủ của các đồng minh. Thưa quý vị, hôm qua, chính phủ Mỹ đã bổ sung 31 công ty của Trung Quốc vào danh sách cần lưu ý về việc quản lý các công nghệ xuất khẩu nhạy cảm, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với 3 công ty có liên quan đến Triều Tiên. Trong số 31 công ty của Trung Quốc bị đưa vào diện cảnh báo có nhà sản xuất chip IMTC danh Siemens Mobile Technology Corp. Toàn bộ các công ty này có thể sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, 3 công ty liên quan đến Triều Tiên bị trừng phạt gồm 2 công ty đăng ký hoạt động kinh doanh tại Singapore và 1 công ty đăng ký hoạt động tại quần đảo Mansa. Hiện Mỹ đang đẩy mạnh việc ngăn chặn các hoạt động chuyển giao hoặc hỗ trợ chuyển giao hàng hóa cho Triều Tiên bằng cách lách các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, kể cận những địa danh du lịch biển nổi tiếng của Quảng Ninh như Hạ Long, Vân Đồn, Quan Lạng, huyện đảo Cô Tô có sức hấp dẫn riêng với quần thể 50 hòn đảo lớn nhỏ nằm xa bờ nhất, nơi đầu sóng ngọn gió với những cảnh quan độc đáo và vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Cô Tô cách đất liền 30 hải lý nhưng thay vì cần vài 3 tiếng đồng hồ lên đên trên các con tàu gỗ như trước kia, du khách chỉ mất chừng 50 phút bằng tàu cao tốc để tới Cô Tô. Bến cảng, khu trung tâm thị trấn giữa trùng khơi thay da đổi thịt với cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại hơn.
Điểm đến không thể bỏ qua bất cứ ai khi đến Cô Tô là di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng dịp kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô ngày 9 tháng 5 năm 1961-2022, công trình cột cờ chủ quyền tổ quốc trên đảo được khánh thành với cột cờ theo tỷ lệ 1 giờ 1 phút so với cột cờ tại quảng trường Ba Đình. Lá cờ do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng trao tặng cho quân và dân quyền đảo Cô Tô. Trung tâm của khu di tích là bức tượng Bác Hồ vẫy tay mỉm cười hiền từ, mắt hướng ra biển Đông mênh mông. Cô Tô là nơi duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép dựng tượng người lúc sinh thời, và bức tượng Bác tại đây được coi là bức tượng Bác Hồ đầu tiên và đẹp nhất của vùng Đông Bắc. Thưa quý vị, Vịnh La Vơ Do, còn được gọi là Shipwreck Cove tại Hy Lạp, là bãi biển cô lập trên hòn đảo Yakynthos nằm ở phía tây của đảo Ionian, gần làng Anafoutyria. Nơi đây nổi tiếng với những vách đá vôi hùng vĩ bao quanh bãi biển cát trắng và nước trong xanh, thu hút du khách trên toàn thế giới đến chiêm ngưỡng. Đây sẽ địa điểm du lịch hấp dẫn nếu quý vị có cơ hội đến thăm. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.